Trang Trừng có thể ngồi tù 3 năm vì hành vi làm nhục nghệ sĩ Xuân Hương. Ở mức độ nghiêm trọng, nghệ sĩ Xuân Hương có thể làm đơn yêu cầu khởi tố Trang Trừng về tội làm nhục người khác với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Những ngày qua, scandal Trang Trừng xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội, cho rằng tiền bối bình luận chỉ trích mình vô văn hóa qua một đoạn livestream. Cụ người mẫu không ngại phản ứng lại bằng những lời chửi bới thô tục, chợ búa. Trái với cơn giận lôi đình của đàn em những ngày qua, nghệ sĩ Xuân Hương tỏ ra khá bình tĩnh. Nghệ sĩ họ Lê cho rằng tài khoản của mình có thể bị giả mạo khi gây hiềm khích với Trang Trừng. Tôi khẳng định 1 triệu 1 tỷ lần, tôi thề tôi không làm chuyện đó. Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, không chỉ thanh minh bằng lời, vợ cũ Thanh Bạch còn tính đến chuyện kiện Trang Trừng vì tội vu khống thóa mạ người khác để chứng minh mình trong sạch. Tự nhiên Trang Trừng lôi tôi ra chửi một cách thậm tệ, đồng thời vu khống tôi chửi cô ấy. Xét về góc độ luật pháp thì cô ấy đã phạm luật. Tôi sẽ đi thưa, tôi đã lưu lại đoạn clip để làm bằng chứng ra tòa, nghệ sĩ Xuân Hương cho biết thêm. Tuy nhiên, việc Trang Trừng chỉ lên tiếng chửi bới trên mạng xã hội khiến cho nhiều khán giả lo ngại liệu nghệ sĩ Xuân Hương có đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện nữ người mẫu ra tòa hay không. Trả lời phỏng vấn trên báo Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng có dấu hiệu Trang Trừng xúc phạm đến nhân phẩm danh dự nghệ sĩ Xuân Hương trong vụ ồn ào vừa qua. Tuy nhiên, sự việc chưa mang tính chất nặng nề quá mức, bởi đây có thể chỉ là sự hiểu lầm. Theo luật sư, Trang Trừng nên xin lỗi nghệ sĩ Xuân Hương để vụ việc được giải quyết một cách êm đẹp nhất. Hành động của Trang Trừng chưa thể hiện có động cơ mục đích để sỉ nhục người khác quá mạnh mẽ. Tôi nghĩ sự việc này nên xử lý hài hòa, Trang Trừng phải có ứng xử phù hợp như cải chính thông tin để tránh việc bị nghệ sĩ Xuân Hương kiện, bởi nếu phải ra tòa, Trang Trừng sẽ gặp bất lợi, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết. Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, nếu hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác ở mức độ nhẹ thì có thể xử phạt hành chính, tuy nhiên ở mức độ nặng, chân dài này có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác. Cụ thể, theo Điều 121 Bộ Luật Hình sự 1999, tội làm nhục người khác quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu nghệ sĩ Xuân Hương cảm thấy mình bị xúc phạm đến nhân phẩm danh dự là cần thiết, bà có thể đề nghị cơ quan pháp luật xem xét để xử lý vụ việc Trang Trừng có những lời lẽ xúc phạm mình trên mạng. Nghệ sĩ Xuân Hương còn có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường danh dự nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, theo Điều 592 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Luật sư Thơm chia sẻ. Vững vụ việc này, chia sẻ với báo Thanh Niên, luật sư Bùi Quốc Tuấn cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương cần bảo vệ mình bằng cách làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, Trang Trừng có thể bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự. Ngoài ra, nếu có thiệt hại trên thực tế từ khi bị Trang Trừng xâm phạm danh dự, nhân phẩm, nghệ sĩ Xuân Hương cũng có quyền khởi kiện dân sự yêu cầu Trang Trừng phải bồi thường thiệt hại. Theo Điều 592 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, luật sư Tuấn cho biết. Cũng trả lời trên tờ Thanh Niên, ở góc độ hình sự, luật sư Nguyễn Văn Quynh phân tích, nếu cho rằng hành vi xúc phạm mình ở mức độ nghiêm trọng, nghệ sĩ Xuân Hương có thể làm đơn yêu cầu khởi tố Trang Trừng về tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ Luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Tuy nhiên, trước khi làm đơn trình báo cơ quan chức năng, luật sư Nguyễn Văn Quynh cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương cần thu thập đầy đủ chứng cứ để bảo vệ mình một cách toàn diện nhất. Trước đó, sự việc Trang Trừng miệt thị nghệ sĩ Xuân Hương trở thành tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua. Theo thông tin đăng tải trước đó, sự việc bắt nguồn từ lời bình luận 3 từ vô văn hóa của Facebook Lê Xuân Hương khi bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm đang chia sẻ bí quyết trang điểm lên trang cá nhân. Quá bức xúc, của người mẫu 32 tuổi đã chụp lại màn hình làm bằng chứng và lên sóng trực tiếp, dùng lời tục tiểu để dằn mặt vợ của MC Thanh Bạch. Không chỉ nói về chuyện của mình, trong cơn tam bành, Trang Trừng cũng tiện miệng nhắc lại những thị phi của đàn chị với chồng cũ MC Thanh Bạch bằng lời lẽ mỉa mai. Thậm chí cô cho rằng đây không phải lần đầu nghệ sĩ Xuân Hương lên mặt dạy đời nghệ sĩ trẻ. Từ đó, cụ người mẫu không ngại đưa nghi vấn, nữ diễn viên gạo cội đang muốn tạo scandal để hâm nóng tên tuổi ế chồng mấy chơi của mình. Bảo Anh phụ với Hồ Quang Hiếu như vậy, sao vẫn được yêu? Có lẽ Bảo Anh là cô gái lạnh lùng với người yêu nhất showbiz Việt. Thế nhưng đến hiện tại, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Kể từ sau khi Hồ Quang Hiếu công khai việc đang hẹn hò cùng Bảo Anh, cặp đôi đã trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của showbiz.
Lượng fan đông đảo của cả hai người là một lý do để Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu hot đến như vậy. Cả fan của Bảo Anh lẫn Hồ Quang Hiếu đều rất ủng hộ cho hai người. Không ít lần fan của Hồ Quang Hiếu khen Bảo Anh và ngược lại, fan của nữ ca sĩ 9X cũng nhiều lần nhắc đến giọng ca Con Bướm Xuân trên Facebook của cô. Nhưng dù nhận được sự ủng hộ của khán giả, Bảo Anh lại hiếm khi bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Trên trang cá nhân của mình, Bảo Anh chẳng mấy lần nhắc đến Hồ Quang Hiếu, thậm chí ảnh chụp chung cùng nhau cũng khá ít. Chính vì như vậy nên mỗi khi Bảo Anh bày tỏ một chuyện gì đó buồn bã, nhiều khán giả lại cho rằng cặp đôi đã chia tay nhau. Ngược lại, bên trang cá nhân của Hồ Quang Hiếu nhắc nhiều đến Bảo Anh hơn. Không chỉ đăng ảnh chụp cùng với nhau, nam ca sĩ còn hay kể những câu chuyện nhỏ của cặp đôi. Nhưng từ đó, các fan mới thấy được Bảo Anh phụ với Hồ Quang Hiếu như thế nào. Mới đây nhất, Hồ Quang Hiếu đi ăn mà quên không mang tiền và phải gọi bạn gái đến giải cứu. Bảo Anh chỉ hỏi duy nhất hai câu, ở nhà và chờ tí, không cần hỏi han xem Hồ Quang Hiếu đang ở đâu. Thế nhưng một cách rất kỳ lạ, Bảo Anh đã đến giải cứu bạn trai thành công, khiến Hồ Quang Hiếu hoang mang, không biết mình đã phải bị gắn định vị rồi không. Trong một lần khác, đang ngồi bên nhau, bỗng dưng Bảo Anh nói mình chia tay nhé, em có người mới rồi, khiến cho Hồ Quang Hiếu thót tim, dù là biết bạn gái chỉ nói đùa thôi. Khi còn đang yêu nhau, Bảo Anh đã lạnh lùng như vậy, nên khi giận dỗi, phải nói độ phũ phàng của cô dành cho bạn trai là như thế nào. Trong một game show trên truyền hình, phải bóc phải thử thách gọi điện thoại giữa lúc bạn gái đang giận anh, Hồ Quang Hiếu đã bị Bảo Anh cướp máy không nghe, không thương tiếc. Cú nì này gặp nhau để làm hòa, Bảo Anh cũng chỉ lặng lùng nói đang bận. Chưa biết rảnh lúc nào có thể gặp được khiến Hồ Quang Hiếu vã cả mồ hôi. Lạnh lùng với người yêu là như vậy, nhưng đến lúc này, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Nam ca sĩ điển trai còn chiều chuộng bạn gái hết mực, khiến nhiều người phải ganh tị. Dù luôn tỏ ra phụ như vậy, nhưng không ít lần, phóng viên đã bắt gặp Bảo Anh công khai chăm sóc cho Hồ Quang Hiếu. Khi anh phải ghi hình cho clip ca nhạc Tết của mình, Bảo Anh đã luôn bên cạnh hỏi han, lau mồ hôi cho Hồ Quang Hiếu và không ngại có những hành động thân mật với nhau. Công việc của Hồ Quang Hiếu cũng rất bận rộn, anh thường xuyên phải chạy show trong và ngoài nước. Không chỉ thế, Hồ Quang Hiếu còn tham gia các chương trình game show, ghi hình của MV mình. Cũng nhờ Bảo Anh là một nghệ sĩ nên cô hiểu và thông cảm cho công việc của bạn trai. Lúc mới công khai chuyện tình cảm, Hồ Quang Hiếu cũng bị chỉ trích nhiều, đặc biệt là sau những lời tố của vợ cũ, nhưng chưa một lần nào Bảo Anh nhắc đến chuyện này. Cô luôn âm thầm ở bên và ủng hộ cho anh. Công việc bận rộn nhưng cặp đôi luôn dành thời gian bên nhau, đi du lịch hâm nóng và xua tan mọi tin đồn rạn nứt. Có một người yêu hiểu chuyện lại xinh đẹp như Bảo Anh, làm sao mà Hồ Quang Hiếu không yêu cho được. Lâm Khánh Chi, nhờ nghệ sĩ Trung Dân mà Hương Giang Idol mới lòi mặt chuột. Nữ ca sĩ họ Lâm cho rằng Hương Giang Idol ngày càng lộ rõ tính cách hỗn láo sau scandal xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Thời gian qua, scandal Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong một game show ghi hình đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Phát ngôn đúc đầu vào cầu tiêu, giọng ca chuyển giới dành cho tiền bối được cho là hỗn láo, khiến cô bị nhiều đồng nghiệp cùng khán giả lên tiếng tẩy chay. Sau khi nghệ sĩ Trung Dân lên tiếng tha thứ cho Hương Giang, câu chuyện đã khép lại. Tuy nhiên, trong một show mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tiếp tục lên tiếng về vấn đề này khi fan Hương Giang nói về cô bằng những lời miệt thị nặng nề. Theo đó, khi giọng ca chuyển giới đang giao lưu trực tuyến, rất nhiều fan của Hương Giang Idol đã truy cập vào livestream và để lại những dòng bình luận thiếu văn hóa. Họ cho rằng Lâm Khánh Chi té nước theo mưa khi chỉ trích Hương Giang. Lý giải vì sao mình chỉ trích Hương Giang, Lâm Khánh Chi cho biết bản thân cô cũng từng bị đàn em chửi bới rất nhiều. Tuy nhiên, khi cô công khai đoạn ghi âm, đàn em nói xấu mình vào năm ngoái, nhiều người lại không tin. Lên tiếng việc Hương Giang xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, tôi muốn cho mọi người biết cô ấy cũng từng chửi bới tôi như vậy. Tôi muốn khơi lại vấn đề đó, cũng nhờ anh Trung Dân mà mọi người biết Hương Giang hỗn, chứ ngày xưa đâu có ai tin như vậy, nữ ca sĩ cho biết. Kể lại quá khứ bị đàn em thóa mạ, tâm trạng của Lâm Khánh Chi khá bức xúc. Cô cho rằng, cái tội rất lớn mà Hương Giang mắc phải là đi vu khống cho một đàn chị nắm trong tay sự thật. Khi Hương Giang chửi tôi, không ai tin, Hương Giang còn nói tôi là người vu khống. Đó là một cái tội rất lớn. Sẵn việc này, tôi muốn cho thấy ngày xưa cô ấy từng chửi tôi như thế nào. Hương Giang hỗn với nghệ sĩ Trung Dân là tự mình vạch lưng cho người ta xem. Giấy không bao giờ gói được lửa, ngày xưa giấu nhưng bây giờ đã lòi mặt chuột ra, giọng ca họ Lâm khẳng định.
chia sẻ thêm về đoạn ghi âm Hương Giang xúc phạm mình, nữ ca sĩ Trái Tim Không Bình Thường một lần nữa khẳng định đó chính là giọng của đàn em. Rất nhiều bạn thân của Hương Giang khẳng định đó là giọng cô ấy, anh chị em trong giới truyền thông cũng xác định đó là giọng Hương Giang. Đương nhiên, fan của Giang sẽ luôn bên cô ấy, họ vào Facebook tôi chửi tục. Có cả chuyện thuê người hack nick để chửi tôi nữa, tuy nhiên trong đó đa số là Facebook ảo. Tôi cảm thấy buồn vì họ không hiểu gì hết, tôi không cần phải cắn rứt lương tâm vì mình đâu phải hạng người như thế. Tôi đâu làm gì mà phải sợ, họ Lâm nói. Theo lời nữ ca sĩ chuyển giới, Hương Giang là người sai trong vụ ồn ào năm ngoái. Vì muốn so đo thiệt hơn với đàn chị nên giọng ca Việt Nam Idol chửi bới hỗn láo. Vì muốn so đo với tôi nên Hương Giang mới chửi bới như vậy. Thực ra tôi đâu có đụng chạm gì cô ấy đâu. Nếu Hương Giang không phạm nước sông, nhổ nước miếng vào mặt tôi thì tôi chẳng phải ghét làm gì. Còn nhỏ mà như vậy là hỗn, Lâm Khánh Chi nhấn mạnh. Khép lại câu chuyện, Lâm Khánh Chi muốn dạy đàn em một điều, không phải ai Hương Giang cũng cắn được. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, đây là lần cuối cùng nói về Hương Giang và mong mọi người đừng nhắc đến cái tên này trước mặt cô từ nay về sau. Trước đó vào tháng 6 năm ngoái, giữa Lâm Khánh Chi và Hương Giang Idol từng xảy ra một vụ tranh cãi gây xôn xao dư luận. Theo đó, giọng ca họ Lâm tung ra một đoạn ghi âm với ngôn từ chợ búa, làm bằng chứng cho việc đàn em xúc phạm mình. Trước bằng chứng tố cáo của đàn chị, phía Hương Giang phủ nhận, đồng thời dọa kiện Lâm Khánh Chi về tội vu khống. Sau nhiều ngày lời qua tiếng lại, không có vụ kiện nào xảy ra. Đồng thời, scandal giữa hai nữ ca sĩ chuyển giới cũng dần lui vào quá khứ.